Xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay thì cũng như mọi ngày mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nha mấy bạn. Này mình đang lội trên đầu trên mà nãy giờ mình lội đâu chừng chục tay mấy bạn, nó không dính mấy bạn. Cái này dính yếu quá mấy bạn ơi. Cái này quá trễ thất thu. Cái này thăm đợt 4 5 con là trúng mình đó nghe các bạn, 2 3 con, 3 4 con, 2 3 con, 3 4 con, không gài bữa nào cũng vậy không mấy bạn ơi, nó không được trúng mấy bạn ơi. Mong bữa nay đi cho trúng trúng một hai con rắn bự bự rồi quay cái clip cho đẹp rồi cho mấy bạn xem chơi. Còn giờ quá thấp mấy bạn ơi. Đây là khu vực bờ đủ nha mấy bạn. Rồi ở đằng trước bụi chanh này mình có tay nha mấy bạn. Chỗ bụi chanh này nó cũng dính được 2-3 con rồi đó mấy bạn. Hình như được con hổ hành với con gắn lãi hay gì đó. Cái góc bụi chanh này mấy bạn. Để mình chui vô nha bạn, hơi khó chút. Ê, có hàng mấy bạn ơi, gắn lãi, gắn lãi. Bây giờ dính con gắn lãi là thấy mừng rồi nghe mấy bạn, chứ không phải như trước đâu nghe mấy bạn. Lúc trước mấy bạn thấy mình văng mà lại nhìn thấy dính gắn lãi cái mình chê nghe mấy bạn. Còn giờ dính gắn lãi là thấy mừng đó mấy bạn ơi. Cỡ này nó dính yếu quá mấy bạn ơi, gắn nó đi yếu lắm. Đó, mấy bạn thấy một em gắn lãi, con này cũng to to nghe mấy bạn, con này cỡ 400 g được nghe mấy bạn. Đây, đó nằm một đống đó mấy bạn thấy không? Con này còn sống mấy bạn ơi, chưa sao. Mà trong bóng cây mát này nó tỷ lệ nó chết cũng ít lắm nghe mấy bạn. Còn mấy chỗ mà cỡ như giống như mà mình phơ văng khơi ngoài trời nắng mấy bạn là nó hay chết. Rồi thì hành trang của mình cũng như mọi ngày nha mấy bạn, hai cái túi với gói thuốc mình hút, chứ mớ lớn mình đem theo mà ba lớn rồi đem không gà nó thiệt mấy bạn, cũng không có dặm gì được chứ, tại vì do không có chỗ nữa mấy bạn ơi. Bây giờ nói chung là cuốn bớt lưới rồi mà không phải cuốn gì, nhưng mà chuột cắn rồi cái mình thấy thế không ngon mình bỏ luôn, chứ có một số mà bị người ta cuốn đó mấy bạn mình cũng không có đi ăn lại luôn nữa, tại gần cứu vụ rồi chỉ ba lưới tàn là mình văng sao mà kéo kéo được gần gần mấy cái cự ly nhà mình nữa mấy bạn. Đừng mình dễ ấy nghe bạn, mình dễ đi thăm tại vì nó ít dính á, còn mình gian xa mình đi thăm hoài mình tốn chi phí thì mà cái gì nó không có hiệu quả nghe bạn, cho nên giờ mình cũng hơi ngơi ít dằn lại mấy bạn ơi. Cái này nó muốn hết mùa rồi. Rồi bữa nay mình đi cũng có mình lên nghe bạn, mấy bạn thông cảm cho mình xử lý con rắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem ha, tại vì trong đây nó cũng khó khăn lắm nghe mấy bạn thấy dưới cái bụi cây chanh. Rồi một hình đi tới tay tiếp theo có dính mình test mấy bạn xem. Rồi cho mình ngưng đây nghe các bạn. Lỡ nãy giờ cũng không dính mấy bạn ơi. Bữa nay tình hình meo quá nãy giờ. Còn lại một. Còn một gì mấy bạn ơi. Bữa nay tình hình chắc hơi thất thu quá. Tình hình chắc hiu quá. Hiu quặng. Rồi thôi đằng trước này mình cũng có con tàn nha mấy bạn. Bữa nay lỗi không dính mình nói chuyện cũng không nổi luôn mấy bạn. Cái khu này đó ngon ghê mà giờ mình giăng nó không dính nha mấy bạn. Đây mình giăng tay từ lúc đầu mùa giờ cũng không dính mà. À bữa nay có hàng các bạn ơi, có hàng ăn lại. Rồi quy tiên nữa mấy bạn ơi. Ngay chỗ đây trời hơi nắng nên mấy bạn xem thông cảm, ngang rắn này cũng không bự hung mấy bạn ơi. Rắn này không bự hung mà chết nhát nữa rồi. Thua. Coi như bữa nay là ngày không được may mắn cho mình đi. Nãy giờ dính mới con này con thứ hai mà nó cũng lụm củ tỏi hết con nha mấy bạn. Cái này dính quá yếu mấy bạn ơi. Dính ở đây trời nắng nữa nè. Cái lưới này từ lúc mình văng dở cũng chưa dính nữa mấy bạn. Tới bữa nay mới chịu dính mà dính cũng chết ngắt rồi. Cái này vô làm ngày này thì vô mùa này là nó vậy đó nghe mấy bạn. Quê mấy bạn hổm gài trúng không chứ quê mình là hổm gài thắt nhiều hơn trúng nha mấy bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình ngưng đây nghe bạn, mình xử lý con rắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem nha. Quá dính quá yếu mấy bạn ơi. Thôi cho mình ngưng đây đi. Rồi nãy giờ mình lội đâu cũng hết luồng nó cũng không dính nữa mấy bạn ơi. Nãy giờ thì dính được có hai con mà chết con còn con nghe mấy bạn. Cũng gắn lãi không mấy bạn ơi. Cỡ này quá trời dính yếu rồi. Cái vườn này mình cũng có văng hai ba tay nha mấy bạn. Để mình đi test tới cho mấy bạn xem luôn. Rồi tí xíu tụt ba tên nè. Rồi có dính mấy bạn ạ. Dính. Trời vợ dính nó đẻ luôn nè mấy bạn. Rồi. Ngay đây trời nắng chết nữa rồi mấy bạn ơi. Con này thì mới chết. Các bạn thấy nó đẻ không? Nó đẻ đây 6 quả này nghe các bạn. Đây trứng. Đó. Bạn thấy dính xong rồi nó đẻ ổ trứng luôn mấy bạn thấy không? Con này mới chết nha bạn, con này thì cũng không bự hung. Con này thì cũng có 2-300 g nha bạn. Con này mới chết.
Đó, giống như có bạn comment mình nói sao làm sao biết con rắn lãi mà nó đẻ dễ lắm, mấy con rắn cái mùa này là con nào cũng có trứng hết, còn con nào không có trứng là đẻ đó mấy bạn thấy không nè. Đó, nó đẻ gà đó, nó đẻ gà thì ốm gì nè mấy bạn. Đó, chỗ này trời hơi nắng chói nên mấy bạn cũng thông cảm nè, tại mình văng ngay chân chỗ đây lúc trước nó có cây cỏ đâu. Mà bây giờ do là cái nhi đồng quê mình người ta mặn cỏ chống hết đó mấy bạn nè, người ta xịt thuốc cỏ, người ta dẹp chống hết nó, đừng ta xạ vô lúa đồng xuân này nè các bạn, ta xạ chuột á. Cho nên nó sẽ chết, tỷ lệ nắng chết nhiều, nó hơi chói, các bạn không xem thông cảm nha. Đó, đẻ được 6 trứng như nó chết luôn nha mấy bạn. Ngày tại trời nắng nó chết chứ không phải nó đẻ mà chết đâu nha mấy bạn. Nó đẻ bình thường, tại trời nắng quá mấy bạn ơi, nó đương quá đương đó. Nó đương nguyên cái dọc lưới luôn nè. Ừ, cái này quá dính yếu mấy bạn ơi. Dính lại nhìn cũng thấy ham nha mấy bạn. Còn không dính thì cũng lội mắt ngán nha mấy bạn. Được 6 quả nha. Này là mấy bạn nhìn thấy cận cảnh là gắn dính lưới và đẻ luôn thấy không mấy bạn. Rắn lãi này thì nó dữ đó mấy bạn ơi, nó đi tới đâu nó đẻ tới đó chứ nó ít có làm hang giống như mà rắn khác nha mấy bạn. Còn những loại rắn khác nó đẻ là nó sẽ vô hang, con này á, nó đẻ bạ nhiều mấy bạn ơi. Nó lợi mấy cái gốc chuối hoặc mấy cái cỏ ủ mấy bạn, cái nó sọt xuống dưới là đẻ, nó phả lớp xương ngang là rồi đó nha mấy bạn. Còn này tại dính lưới cái nó đẻ luôn này nha mấy bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình ngưng clip đây nha bạn. Rồi mình đi tới tay nào có dính thì mình test cho mấy bạn xem. Chứ giờ dính yếu quá mấy bạn ơi. Cho mình tạm ngưng đây đi. Rồi, đằng trước này mình cũng có tay nha bạn. Cũng chung cái bờ nào hồi nãy mới dính con rắn lãi mà nó đẻ trứng luôn đó nha mấy bạn. Mình dùng mình đây kêu rắn lãi, còn có dùng mấy bạn kêu hổ mây rồi đó nha bạn, là loại rắn đó đó. Mình đây kêu rắn lãi nha bạn. Có chỗ kêu rắn gáo, rắn đồn lum nha bạn. Rồi đi tới tép thẳng tới luôn nha các bạn. Mấy bờ này bữa nay cỏ hơi mọc lên lại nè mấy bạn thấy không, mọc lên lại ra gai nè. Mà mấy bạn biết sao không, chờ chừng nào mép đó đó bên bờ xài đó mấy bạn thấy không, mà người ta phát cỏ nhưng người ta xịt bên đó đó nha bạn, là rắn nó sẽ nhảy ngược trở về ở đây nha bạn. Còn hiện giờ là nó đang ở bên đó đó, nó cũng lội qua lội lại kiếm ăn nhưng mà tỷ lệ nó sẽ yếu hơn, mà bên đó nó qua bên đây luôn á, mình bắt nó mạnh hơn nha các bạn. Cha cà lớn này làm quậy quần nữa, cha vô rồi mấy bạn ơi, nhảy thanh đã không mấy bạn, con này to nha mấy bạn. Quá đã mấy bạn ơi, quá sướng nha mấy bạn. Đây để mình nhổ cái đài lên nha mấy bạn. Bạn thấy chưa, con này to nha mấy bạn, con này được 700-800 gram nha mấy bạn, đã không đó mấy bạn, thấy cái đầu nó sưng chù dù luôn nè. Cái này mình nhổ mình giục lên cho mấy bạn xem dễ nè mấy bạn, tại dưới đó cái mé mương nè bạn, nó dính sát đồ đại đó, nó cắm cắm nha mấy bạn. Đó, tại lưới mấy bạn thấy mình văng lúc đó mà cỏ nhiều, xong mình dẹt lần mình văng văng xong cái độ tới xịt xịt chết. Rồi xong bây giờ nó lên lại luôn đó nghe mấy bạn. Đi sát mé nha mấy bạn. Đã chưa mấy bạn? Ồ, con này gắn cái mấy bạn ơi. Gắn cái. Đã nghe mấy bạn. Ồ, nãy giờ mình lội mà tới đây mình gặp con này cái mọi mệt nhọc của mình nó tan biến hết nha mấy bạn. Nhìn thấy đã không mấy bạn? Con này chắc là từ 800 gram mấy bạn ơi, 800 gram trở lên nha các bạn, 85 gram tới cả ký luôn các bạn, quá trời đã các bạn, ui khỏe rồi đó. Bữa nay lượm con này là thấy khỏe nha các bạn, giá đây tới cuối mà được gì nữa là mình trúng luôn nha các bạn. Nói chung là nãy giờ cũng dính được tới con này nữa, con thứ tư mấy bạn, mà mình bỏ hết một con, còn một con thì nó chết, nhưng mà một con là sống nè nha mấy bạn. Đó, còn con thì chết ngắt nè, với 6 cái trứng đó nè mấy bạn. Con này còn ăn được nha bạn, mình đi về đường có ai mình cho, còn không ấy thì mình đem về mặn nha bạn. Để chết mình giục thấy cũng uổng nha mấy bạn. Con này tại nó mới chết nha bạn. Đó, nó đẻ mấy cái trứng đã nha bạn. Rồi đây nè, con này mới đã nè mấy bạn. Bữa nay gì là con này gì là thấy khỏe rồi nha các bạn. Con này là tạm được rồi. Đó, đây về sau mà nó có trúng nữa, dính nữa thì mình ngon lành. Còn không dính thì cũng không gì. Đã không các bạn, lôi cây đài mình nhổ lên nha các bạn. Đó, nó nãy dính dưới đó đó các bạn, quậy một quằn dưới đó lắng lứt chân mấy bạn thấy không. Đó, mấy con bự lại dính mấy bạn thấy nó quậy không, ý là trời nắng đây các bạn, trời mưa nó quậy còn dữ nữa, với mấy bóng gầm mấy bạn nó lắng láng ha, nó quậy mới dữ. Còn mà trời nắng đó, cái nó khô quá mấy bạn, nó quậy cũng yếu mấy bạn. Thì thành quả nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy đó, được một em lãi với con này còn sống, với một con chết này, với con nãy chết mình giục đó nha các bạn. Mấy bạn thấy nó sưng cái đầu nè. Lưới bao phăng mình nó nung vô được con khúc nè các bạn, mà con này mạnh nó nung tới đó là giữ đó, chứ mấy con rắn bự này thông thường dính cái mỏ ngoài chết tới đây nè các bạn, thông thường á. Còn con này dính vô tới đây được nè, chắc là lưới mục nó nung gách mặt mấy bạn ơi, tại con này bự lắm.
con này nó bự hơn mặt lưới đó, đậu bự hơn. Tại lưới này lưới ba phân nữa các bạn. Để có bạn nói bình luận nói lưới ba phân không dính gắn bự đó, dính cho nghe các bạn. Nó dính từ nếu mà hổ hèo đồ ha, nó dính có khả năng khi 7 kg 8 rồi cũng dính nữa, nhưng mà tỷ lệ nó chết cao hơn các bạn. Tại cái đậu hổ hèo nhỏ nè. Còn hổ hành này thì mình giăng năm ngoái có con nó dính được 1 kg luôn, mốt 50 đó các bạn. Tại lưới ba phân nha. Mà lưới đầu mùa mình mới giăng á, lưới nó mới á, nó có khả năng nung được nha các bạn. Còn như lưới tàn này của mình ha, theo mấy con đó mình sợ nó nung không nổi nha các bạn. Nó nung sợ không qua được, chắc cỡ 900 kg được. Tại vì cái lưới cuối mùa này nè, cái mặt lưới mình giăng lâu ngày nè các bạn, nó chết mặt lưới rồi nha các bạn, nó cứng ngắt hả. Đó, mấy bạn thấy không, hình như nó bứt cọng dây đứt luôn cọng rồi nè mấy bạn. Tại cuối mùa rồi nha các bạn. Một đống nhìn đã chưa mấy bạn. Đó. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây nha mấy bạn, mình xử lý con rắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo mình có dính mình test mấy bạn xem. Con này mình quay hay lâu do mình gặp nó hứng quá mấy bạn ơi, nãy giờ lội mệt nên gặp được con rắn bự cái mình thấy nó phê gì đâu nha mấy bạn. Thôi cho mình tạm ngưng đây đi mấy bạn ơi. Rồi nãy giờ mình lội cũng không dính nha mấy bạn. Mình đang ngồi nghỉ góc này chút xíu nha mấy bạn. Rồi bắt đầu mình mới đi tới tay tiếp theo nữa nha mấy bạn. Quá quá nắng mấy bạn ơi. Rồi mình cũng mời mấy bạn uống nước suối với mình ha, đặt đai đây chặt đây uống với cồn với nước hồi độ con giăng lưới dính dính nha, đừng chết với đừng bị bẫy tật. Rồi mình mời mấy bạn uống miếng luôn ha, uống miếng nước rồi đi tiếp mấy bạn ơi. Quá nắng mấy bạn ơi. Rồi thôi mình trong đây có con tay nha mấy bạn, trong bờ này nha mấy bạn. Mình test đi tới luôn nha các bạn. Chà chà, có hàng từ xa thấy các bạn ơi, đã không nè. Cái đuôi đưa lên nè các bạn thấy không? Đó, một em hổ nón nha các bạn. Tại lưới này là lúc trước cũng bắt rất là nhiều con hổ nón rồi, nhưng mà lâu lắm mà nó không dính nha các bạn. Chừng khoảng mình nói không được, từ một tháng rưỡi nay là nó không chịu dính lại đó. Còn lúc trước đi lại tay này là lúc nào cũng con hai con. Một con. Đà, chưa dính hai con chứ, con hổ ngựa, con gắn lãi hổ ngựa, mà hổ ngựa nhiều tay này bắt tính ra là mấy con hổ ngựa đó nha các bạn, tới giờ mới chịu dính nữa nè nha các bạn. Đó mấy bạn thấy đã không. Rồi bữa nay trúng mánh nè mấy bạn ơi. Đó bữa nay con này nữa là con thứ 5 nha mấy bạn, 5 con mà mình bỏ 1 con còn được 4 con nha các bạn, 3 con sống 1 con chết. Ồ khỏe mình như mày có mấy nghe mấy bạn, con mình đâu mấy bạn ơi. Con này cũng to nghe các bạn, con này chắc cỡ 800-900 gram nghe được nghe các bạn. Quê mình thì cỡ này mấy loại rắn này đang lên giá nghe các bạn. Chiến này không biết mình ra anh bán nhiêu nữa, cử rồi thì được 250.000 đó mấy bạn ơi. Lãi với hổ ngựa, lãi hình như hổ ngựa thì rẻ hơn, hổ ngựa 230, lãi 250. Con này còn đẹp nha các bạn. Các bạn thấy dính lưới bao phân thập cái đầu cái nó xin cái đầu lên luôn không các bạn. Con này hơi to. Đã hơn lần đó. Vàng ẻo đã các bạn, con này chắc mới lột mấy bạn ơi. Trời mạnh các bạn. Để nãy nằm im ghe mà giờ mình đụng nó cái nó quéo nó nghỉ. Trời vô trời mạnh. Ôi ôi dũng mỹ á mấy bạn. Ui. Có thức là có tiền nghe các bạn. Mình tại mình đi con mình nó hơi lắc mấy bạn xem thông cảm giùm nha. Tại mình đang đấu với nó. Mình dị lại nó mấy bạn ơi để nó quậy cái quậy cái nó ngợp nha các bạn, mình buông đuôi ra nó gị lắm mấy bạn, nó gị là chấp mấy đài này liền đó nha các bạn, mình để tự nhiên nó vậy thôi nha. Chứ còn mình mà cả như đi đợi nó nhìn thấy mình rồi đưa cái đuôi ra ngoài mấy bạn, nó quéo nó gị một cái nha, chấp mấy đài này xiên đó mấy bạn. Này nó tại nó mới dính nó chưa ấy hung này nha các bạn, chưa quậy hung này nha các bạn, này chắc dính chiều hôm qua hoặc chắc sáng. Đã không mấy bạn? Mình làm gì cũng vậy nha các bạn, mệt mà đi lại tay ta lưới thấy dính một cái tê nha các bạn, này mình nắm nó cho chắc ăn mấy bạn ơi. Đã gì đâu, cỡ này bắt con khó lắm mấy bạn ơi. Bởi vì nắm vậy cho chắc ăn. Dính là mình thủ đường thắng nó đi nha các bạn. Đó, vàng tươi đã đẹp không mấy bạn. Nãy giờ là không mệt mà cái gì khỏe gì đâu nha. Mà lần nào mình hay để ý mấy bạn, nếu mà mình ngồi mình nghỉ nha, cái đầu mình giá như ông thằng đắt đồ đó ha, hút như mình điếu thuốc hoặc uống miếng nước đi nha các bạn. Cái là tự nhiên là bắt đầu nó hay trúng lắm nha bạn, nó hay bật lên dính lắm. Mình giá ở đây về sao nó trúng được vài con thôi mấy bạn. Mà cái gì nãy mình đi đem theo cái gói thuốc mà không mình thông công có con điếu một mình hút hết mẹ nè mấy bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin nhân clip đây nha các bạn, mình xử lý gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo nó có dính nữa mình test mấy bạn xem nha. Mấy bạn thấy cái phanh hết hồn không, con này là từ 900 gram nha mấy bạn. Rồi cho mình tạm ngưng đây đi mấy bạn ơi.
Rồi, nãy giờ mình thanh nó cũng không dính nữa các bạn ơi. Rồi mình thành quả bữa nay sau một buổi đi thăm nha các bạn. Thì bữa nay mấy bạn nãy giờ cũng đã thấy nó dính được 5 con nha mấy bạn, mà nó chết hết một con rồi. Rồi chết hai con, một con bỏ, còn một con thì mình bỏ trong đây nha các bạn. Nãy giờ mình đi không gặp ai, không cho đem về luôn nè các bạn. Dưới đẻ đầu 6 cái trứng luôn nè mấy bạn. Đó, còn cái túi này thì được 3 con nha mấy bạn. Một con gắn lãi khoảng 350-400 g, với một con hổ ngựa cỡ 900 g, con hổ hành cỡ 800 g nha các bạn. Bữa nay nói chung vậy là trúng rồi nha mấy bạn. Tại cỡ này thấy nè mấy bạn, thấy hổ hành hết biết hổ hành không? Đã quá bạn ơi, đầu đầu cũng vớt được hai con bự nha mấy bạn. Cỡ này ít dính là chứ không phải như trước đâu nha mấy bạn. Đó, thì mình cũng đã tới đường lộ này các bạn, là mình lộ về nhà mình nha các bạn. Đó, nãy mấy bạn thấy con hổ ngựa này cái đầu nó sưng chằn chằn, mà giờ mấy bạn thấy cái đầu nó hết liền thấy không? Nó vậy đó mấy bạn, mấy loại gắn hay lắm. Con hổ hành cũng vậy nha các bạn nè, hồi nãy mấy bạn thấy cái đầu nó chà bá mà giờ cái đầu nó xẹp xuống nè, còn chỉ đỏ đỏ thôi nè mấy bạn thấy không? Trong túi lưới chắc mấy bạn nhìn thấy không rõ không? Rồi. Thật quá một chuyến thăm bữa nay đó nghe các bạn. Vậy là cũng trúng rồi đó nghe mấy bạn. Do này cuối mùa rồi, nhờ bữa nay dính được hai con bự nha các bạn ơi. Phải đừng chết hai gắn kia cũng ngon nha các bạn. Hai gắn lãi đó gì chứ nhỏ nhỏ chứ hai gắn lãi đó cũng cỡ 600-700 g thủ nghe các bạn. Chết hết hai con đó chứ không chết nữa là tính ra là bữa nay gần 3 kg luôn á. Đã không? Đó. Cuối mùa rồi, còn này là lưới tàn không mấy bạn ơi. Chứ không có được lưới đầu mùa, lưới đầu mùa nó dính hổn hơn nha mấy bạn. Còn lưới tàn á thì nó còn mấy con gắn cụ mà nó trốn lâu năm, nó chậm đi với mấy con ở chỗ khác nữa, không ở trong tuốt trong vườn mà mình vô văng được, mình văng đầu ngoài không mấy bạn, tại mấy cái vườn ta không cho vô á. Rồi ở trong cái nhiều khi nó đi ra kiếm ăn rồi đó các bạn, nó dính lai gai vậy đó, chứ nó không có nhiều được. Còn có là mình văng xuống mau lưới dính lắm mấy bạn, văng lưới này nó nhạy bén lắm nha bạn. Miễn mà có gắn mấy mình bảo đảm hổ ngựa gắn lãi với hổ hèo đó ha. Mấy bạn văng đi trong vòng 4-5 bữa là nó có dính, có là dính lìa lìa chân đó nghe bạn, mà từ lúc nó dính rồi bắt đầu là tấn công dính tới. Còn nó không dính là nghe gì đó, ta hỏi dính dính bờ nào chịu dính là dính tới quả, dính với cái muốn hết gắn chân với mấy con mà nó né lưới đồ á. Cái từ từ lâu lắm cái nó mới phát lại nó mới dính nữa. Thì cái chỗ nào không dính thì nó sẽ dính, mà cái chỗ dính hoài riết nó cũng hết gắn mấy bạn ơi. Rồi, thôi mình cũng xin tạm dừng đây nghe mấy bạn. Rồi mấy bạn có xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nghe mấy bạn. Thôi mình cũng máy bay mấy bạn. Hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.